Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo kênh Đào Tà cho mọi người nhé. Đó thì mọi người ạ, sáng ra mới ngủ dậy không biết thì mọc cái mụn ở giữa cằm luôn, hơi đau luôn anh ạ, đỏ hẳn luôn này. Đó thì hôm nay mình sẽ làm một cái video là chế tạo cái con xe địa hình mini này. Đó, mình sẽ làm cái bánh xốp cho nó to hơn nhé mọi người nhé. Bởi vì hiện tại cái bánh này nó hơi bé, đi nắm đúc là không neo được ấy. Ví dụ như những cái con xe địa hình to ấy, thì nó neo được lên những cái kiểu như là những cái chướng ngại vật chẳng hạn thì nó đi rất chi là dễ. Nhưng mà con xe này của mình thì cứ mỗi một lần đến cái này cái đây, ví dụ như này là nó không phi được lên luôn đấy mọi người. Đó thì hôm nay mình sẽ chế tạo bánh bằng xốp mọi người nhé. Đây mình sẽ chế tạo bánh to bằng cái cuộn băng dính này luôn. Đây mọi người này, đây cái bằng cuộn băng dính đen nhé mọi người nhé. Và mình sẽ chế tạo nó bằng cái xốp này, mình gắn vào bánh để mình đi xem là nó có đi được không, với cả nó có neo được chướng ngại vật không nhé mọi người nhá. Ok thì bây giờ mình sẽ đặt cuộn băng dính lên những cái miếng xốp này và mình sẽ cắt theo vòng này nhé mọi người nhá. Cái này mọi người này, đó mình cắt thẳng nó xuống dưới mặt bàn này. Ok thì mình đã cắt xong 4 chiếc bánh của nó nhé mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn cái bánh này vào cái bánh xe này mọi người. Thì mình sẽ dán cái keo lến vào xốp để mình dán đây nhé. Mọi người làm sao dán cho nó cân nhất nhé mọi người nhé. Đây. Bây giờ mình gắn xong con xe này, có bánh xốp đây. Bên mình sẽ mang con xe này xuống nhà thử đi xem là nó có đi được không hay là nó có leo được tốt hơn không nhé mọi người nhá. Đó. Nhìn cái xe nó cũng to hơn mọi người ạ. Đây này, cái bánh nó to hơn nên cái xe nó to hơn. Địa hình tốt hơn đấy mọi người ạ. Bây giờ sẽ ra ruộng nhá. Bây giờ sẽ ra ruộng đây. Đây mọi người, đây là đang ở ngoài ruộng này. cái bánh xốp này ấy, kiểu như là nó cái bánh xốp này là nó không có ma sát đấy mọi người. Bản hết cả bánh rồi. con thử nái kia xem nào. Đây mọi người. Đó, khi lắp cái bánh này vào thì cả dàn giám xe. Thì cái rãnh xe đây có đây này, rãnh này đó, này nó mới chơi mọi người ạ, nó lặt rồi, lặt xe rồi. Nó vẫn cái bánh này nó bị trơn này, cái bánh này nó bị trơn, nó vẫn chưa neo, nó không neo được dốc ấy. Nhưng mà cái bánh to hơn nó phi nhanh hơn đấy. Đấy con thử cho lên đây này, cho lên đây, cho lên đây ông phi xuống nào, bỏ cái bánh nha. Hai cái bánh này cộng lại. Hai bánh mà. Đây mọi người, đó. Thấy. Đường ở đây hơi gập ghềnh. Ok mọi người ạ. Sau một hồi chơi thì thấy bánh xốp cũng ok, đi được nhưng mà nó hơi trơn một tí thôi. Cái này chỉ đi ở trên sân thôi chứ xuống ruộng thì nó bẩn, đến lúc cái xốp nó trơn nên thì nó không chạy được ấy. Đó thì mọi người xem được video của mình cho mình một like và đăng ký nhá. Và chia sẻ video giúp mình nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.